Trước đó vào chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đã chủ trì buổi làm việc với tổ công tác để nghe báo cáo rà soát xử lý các nội dung liên quan đến cơ sở pháp lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Quang Trung, huyện Thống Nhất. Tại buổi làm việc, đại diện các thành viên tổ công tác do Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì báo cáo kết quả làm việc của tổ, đồng thời tiếp tục thảo luận đề xuất những phương án nhằm tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Quang Trung. Một trong những vướng mắc mà dự án cụm công nghiệp Quang Trung đang gặp phải đó là sự thiếu đồng bộ trong việc thành lập cụm công nghiệp và cấp giấy chứng nhận đầu tư. Cụ thể, dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu với diện tích khoảng 31,3 hectare, trong khi quyết định thành lập cụm và quyết định thu hồi đất là 79,8 hectare. Trên thực tế, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng được Ủy ban Nhân dân huyện Thống Nhất và đơn vị thực hiện theo diện tích 79,8 hectare. Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ công tác rà soát lại nội dung, quy trình, thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật hiện nay, từ đó đề xuất phương án phù hợp nhằm tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến dự án cụm công nghiệp Quang Trung theo hướng điều chỉnh chủ trương đầu tư để nhà đầu tư có cơ sở triển khai xây dựng hạ tầng.